Quỹ ETF VinaCapital VN100 là quỹ hoán đổi danh mục được xây dựng nhằm mô phỏng sự biến động của chỉ số VN100. Chỉ số VN100 bao gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây được coi là chỉ số phản ánh toàn diện nhất những diễn biến của thị trường chứng khoán. Quỹ ETF VinaCapital VN100 đạt được lợi nhuận 45,8% trong năm 2021 và 96,5% kể từ khi thành lập. Quỹ được thành lập vào tháng 6 năm 2020 đến hết 2021 là hơn một năm rưỡi. Với cổ phiếu, do xu hướng chủ đạo của thị trường chứng khoán là tăng trong dài hạn nên gần như có thể đầu tư vào bất cứ thời điểm nào. Chỉ nên thận trọng vào lúc định giá của thị trường chứng khoán quá đắt hoặc kinh tế được dự báo sẽ suy thoái. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, cả hai yếu tố về định giá cổ phiếu và tăng trưởng kinh tế đều đang có lợi cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Quỹ ETF đặt mục tiêu mô phỏng sự tăng giảm của một chỉ số tham chiếu, tức là lợi nhuận mang lại từ đầu tư chứng chỉ quỹ ETF sẽ giống như chỉ số tham chiếu. Trong khi đó, quỹ mở đặt mục tiêu đạt lợi nhuận cao hơn thị trường chung. Các quỹ mở ở Việt Nam thường lấy VN Index làm chỉ số tham chiếu. Quỹ ETF có mức phí quản lý rẻ hơn quỹ mở. Việc giao dịch chứng chỉ quỹ ETF cũng rất dễ dàng, thuận tiện. Chứng chỉ quỹ ETF được giao dịch trên thị trường chứng khoán giống như cổ phiếu bình thường, có thể đặt lệnh mua bán bất kỳ lúc nào trong phiên giao dịch. Trong khi việc giao dịch quỹ mở được thực hiện thông qua một hệ thống riêng của công ty quản lý quỹ và trung tâm lưu ký chứng khoán. Chứng chỉ quỹ ETF được giao dịch trên thị trường chứng khoán như một cổ phiếu bình thường. Do đó, nhà đầu tư chỉ cần mở một tài khoản tại một công ty chứng khoán và đặt lệnh mua như mua một cổ phiếu. Mã chứng khoán của quỹ ETF VinaCapital VN100 là FUEVN100. Khi đầu tư quỹ ETF, nhà đầu tư sẽ có được lợi nhuận tương ứng với mức tăng giảm của chỉ số ở trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ cần mua chứng chỉ quỹ ETF, không cần phải phân tích hay theo dõi từng công ty đơn lẻ, không cần phải có kiến thức chuyên sâu về phân tích tài chính hay định giá cổ phiếu. Việc giao dịch chứng chỉ quỹ ETF rất dễ dàng. Chứng chỉ quỹ ETF được niêm yết trên thị trường chứng khoán và được giao dịch giống như một cổ phiếu bình thường. Danh mục của quỹ ETF VN100 bao gồm từ 60 cho đến 100 cổ phiếu nên có tính đa dạng hóa, phân tán rủi ro cao hơn danh mục của nhà đầu tư cá nhân, vốn thường tập trung vài ba cổ phiếu đơn lẻ. Ngoài ra, chỉ số VN100 bao gồm những cổ phiếu có giá trị vốn hóa và tính thanh khoản hàng đầu trên thị trường. Hầu hết là những cổ phiếu của những doanh nghiệp hàng đầu trong từng lĩnh vực của nền kinh tế và có tình hình kinh doanh tốt. Khi đầu tư vào chứng chỉ quỹ thì nhà đầu tư nên giữ càng lâu càng tốt vì xu hướng chủ đạo trong dài hạn của thị trường chứng khoán là tăng. Nhà đầu tư không nên bán một khoản đầu tư khi biết rằng nó sẽ có giá trị cao hơn trong tương lai so với ngày hôm nay. Chúng ta chỉ nên bán chứng chỉ quỹ khi cần tiền để sử dụng vào một công việc khác.